Qua tới 2023 thì mình thấy được cái điều là gì? Phim nó ít hơn nhưng nó chất lượng cao hơn. Và đây cũng là năm có cột mốc doanh thu gọi là lịch sử của riêng phim Việt Nam. Nếu xét về khía cạnh giải thưởng và doanh thu, năm 2023 được xem là thành công của điện ảnh Việt. Tuy nhiên, vẫn còn đó nhiều trăn trở về khâu kịch bản. Theo đơn vị thống kê độc lập Box Office Việt Nam, chỉ với 5 tác phẩm Nhà Bà Nữ, Lật Mặt 6, Tấm Vé Định Mệnh, Đất Trường Phương Nam, Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy và Chị Em 2 đã có tổng doanh thu hơn 1.100 tỷ đồng. Đứng sau các dự án này, phần lớn đều là những cái tên quen thuộc, từng có nhiều tác phẩm phim thành công về mặt doanh thu như Trấn Thành, Lý Hải, Nguyễn Quang Dũng, Võ Thanh Hòa, Vũ Ngọc Đản. Nếu chỉ nhìn vào số lượng doanh thu phòng vé, thì năm 2023 được xem là năm vô cùng khởi sắc, hàng chục phim Việt ra mắt. Đặc biệt trong khoảng 2 tháng cuối năm, cứ cách 2 tuần lại có một phim Việt ra rạp, một tín hiệu mà theo các nhà làm phim là khá đáng mừng. Qua tới 2023 thì mình thấy được cái điều là gì? Phim nó ít hơn, nhưng nó chất lượng cao hơn. Và đây cũng là năm có cột mốc doanh thu gọi là lịch sử của riêng phim Việt Nam trên thị trường. Và chúng ta làm được điều đó với một năm chúng ta chỉ phát hành có 25-26 phim thôi. Trong khi là năm 2019 chúng ta phát hành 54 phim thì chúng ta lại không có doanh thu cao vào họ. Song hành với doanh thu khả quan thì dấu ấn giải thưởng quốc tế cũng là điểm nhấn của điện ảnh Việt. Nổi bật là thắng lợi của đạo diễn Phạm Thiên Ân tại Liên hoan phim Cannes 2023 ở hạng mục Máy quay vàng cho tác phẩm Bên trong vỏ kén vàng. Tác phẩm của Phạm Thiên Ân là bộ phim thứ hai nói tiếng Việt giành được giải này sau 30 năm kể từ Mùi đu đủ xanh của đạo diễn Trần Anh Hùng. Những đứa trẻ trong sương của đạo diễn trẻ Hà Lệ Diễm cũng vượt qua 143 tác phẩm đến từ nhiều nước trên thế giới để lọt vào danh sách rút gọn top 15 Oscar 2023 ở hạng mục phim tài liệu dài xuất sắc. Trong khi đó, Ngô Thành Vân và Nhung Kết cũng có vai đại nữ ấn tượng ở Hollywood lần lượt trong phim Người Kiến Tạo và John Wick. Bên cạnh những chuyển biến tích cực thì điện ảnh Việt vẫn còn đó những điểm yếu, nhất là về yếu tố kịch bản và sự chênh lệch quá lớn giữa nhóm phim ăn khách và những phim có doanh thu ảm đạm. Những tác phẩm bị chê nhạt nhòa, doanh thu thấp như Bến Phà Xác Sống hơn 4 tỷ đồng, Live Phát Trực Tiếp hơn 2 tỷ đồng, Fanti 1,8 tỷ đồng, Thành Phố Ngủ Gật 230 triệu đồng. Đáng chú ý hơn cả là dự án thắng giải nổi bật ở nước ngoài như Bên Trong Vỏ Kén Vàng cũng chỉ thu về 1,4 tỷ đồng. Điều này đặt ra không ít câu hỏi cho giới chuyên môn trong việc hài hòa giữa yếu tố nghệ thuật và tính giải trí. Đồng thời cũng cho thấy sự yêu cầu ngày càng cao của khán giả về phim Việt, đòi hỏi kịch bản phải hấp dẫn, đột phá, câu chuyện bám sát thực tế. Điểm yếu lớn nhất của phim Việt, nó tới tình trạng thắt cổ chai ở những cái vị trí quan trọng. Ví dụ giống như là đạo diễn, thật sự đạo diễn mà đủ chất lượng để có thể leading vài trăm con người cho một cái dự án, nó không nhiều. Đó là biên kịch, những cái kịch bản chất lượng. Làm phim mà kịch bản không chất lượng thì phía sau có là thắng, nó cũng không ra được cái sản phẩm hay. Và điều đó chỉ có thể giải quyết một á, là chúng ta phải thật sự làm phim nhiều và nghiêm túc hơn. Những nơi đào tạo uy tín chất lượng và hiểu rõ được thị trường thì những cơ sở đào tạo, những cái trường đào tạo đang quá. Với những tín hiệu tích cực trong năm 2023, hứa hẹn điện ảnh Việt sẽ tiếp tục đạt thăng tiến trong năm 2024. Và để đạt được điều này, các nhà làm phim cần tạo ra một cộng đồng chung tay mạnh mẽ hơn, không nên mạnh ai nấy làm mà phải chia sẻ với nhau để hạn chế những tác phẩm không tốt. Bởi những bộ phim không đủ tốt, nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ sự đánh giá, cái nhìn của khán giả về phim ảnh Việt.